Thì hôm nay Trấn Thành lại tiếp tục bị gây tranh cãi khi mà giống như là tiết lộ là tôi nè, Trấn Thành nè sẽ đảm nhận vai Bác Ba Phi trong phim Đất Rừng Phương Nam. Các bạn thấy không? Bởi vì Đất Rừng Phương Nam, cái vai Bác Ba Phi hồi xưa mà chú Mạc Can diễn nó thiệt ấn tượng để đời luôn. Còn Trấn Thành tuổi gì mà đi diễn cái vai Bác Ba Phi, thì người ta là diễn hài, còn Trấn Thành là dạng diễn hề mà nói làm sao mà đảm nhận. Thà ví dụ để cái này mà theo những ý kiến của riêng cá nhân tôi á, tôi thấy nếu để cho chú Thành Nam hay là chú Trung Dân á vẫn là ok hơn. Thì còn cụ thể theo bản tin này là nhiều người họ lại khuất mắt tại sao Mai Tài Phến một người như vậy mà lại đảm nhận vai Võ Tòng. Các bạn thấy không, nhiều khi Võ Tòng thà để dinh râu mà tao mua Pháp TV đóng nhiều khi còn ok xuất sắc hơn nữa. Nó chân thật. Trấn Thành gây tranh cãi khi đóng Bác Ba Phi, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nói gì? Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng vừa có những phản hồi về chúng tôi về những tranh cãi xoay quanh mà cái vai diễn của Trấn Thành Mai Tài Phến trong phim Đất Rừng Phương Nam. Đất Rừng Phương Nam là một dự án điện ảnh được rất nhiều người mong chờ vì chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi. Theo công bố từ nhà sản xuất, các nhân vật như là Bác Ba Phi, Võ Tòng, Bé An lần lượt là các đạo diễn viên Trấn Thành, Mai Tài Phến và Bé Hạo Khang đảm nhận. Thông tin này chia sẻ vấp phải các ý kiến tranh cãi, đặc biệt là nhân vật Bác Ba Phi do Trấn Thành thủ vai. Nhiều người nhận xét rằng chồng của Harry Won khó có thể toát lên hình ảnh của ông già chất phác, hớm hỉnh như là nghệ sĩ Mạc Can từng thể hiện thành công trong phim truyền hình. Chưa dừng lại ở đó, có ý kiến cho rằng Trấn Thành còn khá trẻ, về tạo hình cũng khó có thể thuyết phục được người xem. Một tài khoản khác bình luận, phim nên lựa chọn đúng người, đúng chất, chứ đừng chú trọng vào những cái tên tuổi nổi tiếng, người ta coi rồi cũng chả ra cái gì. Người khác nêu quan điểm nói thật, chứ không có cố ý chê nghe, nhưng Trấn Thành đóng thì sợ nó không có phù hợp. Dù gì đây cũng là tác phẩm kinh điển. Một cư dân mạng bình luận, Bác Ba Phi là người thế nào mà lại chọn một người mới ngoài 30 tuổi đóng, nó hỏng đi cái hồn của bộ phim. Trấn Thành còn trẻ mà đóng vai Bác Ba Phi đã lớn tuổi, phải để râu hóa trang già đi nữa, coi nó không có được. Một khán giả nói, đã gọi là Bác Ba Phi thì nên chọn người lớn tuổi cho nó hợp lý. Tôi thấy chú Trung Dân hay là chú Thanh Nam á, ok hơn nhiều. Không riêng gì Trấn Thành, trường hợp của Mai Tài Phến cũng vấp phải những ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng khi đảm nhận vai Võ Tòng. Họ cho rằng diễn viên em gái mưa sở hữu ngoại hình thư sinh này làm gì mà đã nổi mà mấy con cá sấu ở cái rừng ngập mặn U Minh mà có thể đảm vận vai Võ Tòng. Tuy nhiên một số khán giả lên tiếng cho rằng phim chưa ra rạp thì không nên vội đánh giá nghe. Nhiều người bày tỏ sự háo hức mong chờ dự án lần này, bản điện ảnh lần này á phải bắt mắt chứ, chê cái nào thì phải đúng, đừng đánh đồng tất cả à nghe. Riêng tôi thấy thua. Chọn mà đồng ý là Trấn Thành có góp vốn vô đây để sản xuất là bộ phim Đất Rừng Phương Nam thì có thể cho cái vai gì cũng được. Ví dụ Trấn Thành cho vô cái vai gì mà mấy cái người mà ta điền đồ ấy đắt đồ cũng được, chứ có đâu phải vô vai Bác Ba Phi. Bác Ba Phi phải để ai đó hớn hỉnh hài hước, nhưng mà cái hài của Trấn Thành nhiều khi giờ mình thấy mà hết bắt cười nổi luôn.